Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn video thứ tư về lập trình C#. Thì ở bài hôm nay chúng ta sẽ học về lập trình hướng đối tượng trong C# nhé. Mình xin nói qua một chút là hôm nay mình đang sử dụng hệ điều hành Linux, cho nên mình không có cái idea là Visual Studio nữa, mà hôm nay mình sẽ sử dụng là Mono Develop. Thì các bạn có thể gõ code của cái Mono Develop này lên trên Visual Studio và chạy bình thường nhé, không có gì khác nhau đâu. Rồi, mình sẽ tạo ra một project mới. Console project. Mình sẽ đặt là CS4 nha. Ok. Rồi mình sẽ test thử cho nó chạy. Rồi, hello world. Rồi, chúng ta đi vào bài 4, lập trình hướng đối tượng trong C#. Thì chúng ta sẽ đi vào các khái niệm cơ bản về lớp và đối tượng. Lập trình hướng đối tượng tiếng Anh là Object Oriented Programming. Thì khi mà các bạn học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì cũng sẽ có cái phần là lập trình hướng đối tượng. Các ngôn ngữ hiện đại bây giờ nha các bạn, thì sẽ có cái lập trình hướng đối tượng. Và để tìm hiểu cái cú pháp và cái hoặc là cách thức hoạt động của nó thì các bạn có thể gõ cái từ khóa này ra cùng với tên ngôn ngữ là nó sẽ tìm được thôi. Và chúng ta có một số cái định nghĩa như thế này, định nghĩa về chuyên môn. Lập trình hướng đối tượng là phương pháp xây dựng. Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng thuật giải và xây dựng chương trình. Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình dựa trên kiến trúc class và đối tượng object, kiến trúc lớp class và đối tượng object. Thì có một cái lưu ý giữa các bạn phân biệt giữa cho mình là giữa class và object. Thì lớp là định nghĩa còn hay là khái niệm, còn đối tượng thì là một cái ví dụ cho cái lớp đó thôi. Ở đây mình có một cái ví dụ như này, thì lớp người chính là một lớp, còn Nguyễn Văn A là một người thì đó là một đối tượng nhé. Ở các cái khái niệm này thì chúng ta mới đi vào có thể nó sẽ hơi khó hiểu một chút. Thì đối với những cái bài đầu tiên, các bạn chỉ cần hiểu cho mình lập trình đối tượng là xây dựng kiểu dữ liệu mới phù hợp với nhu cầu của bài toán, giúp giải quyết bài toán nhanh gọn hơn và có khả năng nâng cấp tốt hơn. Ví dụ như trong các cái idea của chúng ta bây giờ thì chúng ta chỉ có một số kiểu dữ liệu cơ sở như là integer, string, character. Nó không có hỗ trợ cho chúng ta được nhiều chức năng. Và trong C# họ còn xây dựng thêm cho chúng ta một số kiểu dữ liệu nữa như là list, queue, stack. Những cái kiểu dữ liệu này hỗ trợ chúng ta giải quyết bài toán rất là nhanh nha. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách để làm sao họ xây dựng được những cái lớp đó. Đó, chính là chúng ta đi xây dựng kiểu dữ liệu mới. Thì trong C cộng cộng thì chúng ta sẽ có đối tượng là dữ liệu cộng với phương thức. Và trong C# thì đối tượng có thêm thành phần đó là thuộc tính set get. Thì một đối tượng sẽ có nhiều cái thành phần. Đây, một đối tượng sẽ có này, nào là các cái biến thành phần này, nào là hàm này, thì còn là thuộc tính set get. Và thuộc tính set get sẽ thực hiện một cái thao tác gì đó xong rồi gán và hoặc là trả về giá trị của một biến. Đối với hàm set thuộc tính set này nha các bạn, thì nó sẽ gán giá trị cho một biến và get thì nó sẽ gán giá trị cho một biến. Thì đối với một biến thì chúng ta sẽ có nếu cần, các bạn lưu ý nhé, là nếu cần một biến thì chúng ta có thể có một cặp set get hoặc là chỉ có set không hoặc là get không. Còn đối với trường hợp mà các bạn có nhiều biến thì các bạn có thể có nhiều cặp set get, không vấn đề gì nha. Rồi chúng ta sẽ đi định nghĩa một lớp. Thì một lớp có thể chứa các biến thuộc tính và các phương thức hay là function. Đây, mình sẽ đi vào định nghĩa một lớp thử nha. Ok, rồi mình sẽ định nghĩa. Thì ở trong C# chúng ta chưa có kiểu dữ liệu là phân số. Thì hôm nay mình sẽ lấy kiểu dữ liệu phân số để mình làm ví dụ cho các bạn nhé. Mình sẽ đi vào cú pháp khai báo là class phân số, tên của class tức là tên của kiểu dữ liệu mới mà các bạn đang định nghĩa đó các bạn. Rồi các cái thành phần bên trong thì bây giờ mình muốn có một thành phần để lưu tử số và một thành phần để lưu mẫu số. Mình sẽ in tử số và in mẫu số. Thì đối với cái phân số thì tử số và mẫu số của nó phải là integer. Và các bạn nào thích nó khác khác một chút thì bạn có thể là float. Đây là cái quyền của các bạn định nghĩa mà.
Rồi, bây giờ mình sẽ làm phương thức nhập xuất cho một cái phân số đi nha. Okay. Phương thức thì các cách thức định nghĩa phương thức trong class nó cũng giống như cách thức định nghĩa các cái phương thức hồi lâu chúng ta học trong khi chúng ta định nghĩa trong cái class main đó các bạn. Class program trên Visual Studio là class program. Thì định nghĩa trong class phân số này cũng hoàn toàn tương tự với việc định nghĩa ở dưới đây. Chúng ta cũng sẽ có cái từ khóa này. Từ từ chúng ta sẽ là kiểu dữ liệu trả về tên hàm và các tham số truyền vào đúng không ạ? Giờ đây mình sẽ là void nhập phân số thì chúng ta không cần về trả về gì hết. Và các bạn lưu ý một chút. Đối với các phương thức bên trong một class, các bạn lưu ý nha. Các phương thức đi bên trong một class thì có quyền sử dụng các thành phần của class. Phương thức nhập có quyền sử dụng các thành phần của class, tức là nó được sử dụng từ số, mẫu số, hoặc là ở đây còn có thuộc tính setGet, hay là còn có một số hàm khác, thì phương thức nhập này có thể gọi nó mà không cần truyền vào. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta không cần truyền tham số vào mà có thể gọi tự nhiên luôn. Đây, vậy ở đây mình sẽ lưu cái giá trị người dùng nhập vào. Trước tiên mình sẽ yêu cầu người dùng nhập đã nhé. console.write_line nhập từ số. Rồi đến từ số bằng in.pass. Ok, console.readline. Quản lý là readline chứ không phải readKey hay là read thôi nha. Ok, rồi mình sẽ copy hai dòng này cho C. Và mình sẽ cho lại trong cái vòng lặp do while nha. Tại vì mình muốn kiểm tra lại xem người dùng nhập có bằng không hay không. Cái mẫu số của người dùng nhập có bằng không không hay không ạ? Mẫu số bằng 0. Trong trường hợp mẫu số bằng 0 mình sẽ yêu cầu người dùng nhập lại. Chỗ này chúng ta thiếu chữ while. Rồi. Enter. Mình sẽ đặt cái vòng lặp nhập mẫu số ở trong đây. Nhập từ số rồi đến nha, nhập mẫu số. Chúng ta sẽ lại in chấm. Cái chỗ này chúng ta sẽ lưu vào mẫu số. Ok. Thì cái này nó sẽ yêu cầu người dùng nhập cho đến khi nào xong thì thôi. Rồi. Đấy, đây làm nhập mình muốn xuất thì sao? Void xuất. Cái này cũng không cần trả về gì hết. Và chúng ta cũng chỉ cần từ số và mẫu số ở đây, có từ số và mẫu số ở đây rồi, cho nên chúng ta không cần truyền gì vào nữa nha. Đây, mình sẽ in ra. Mình sẽ kiểm tra một chút. If từ số mà bằng 0 thì chúng ta sẽ in ra số 0 luôn. console.write_line 0. Ok, if mẫu số của chúng ta bằng 1 thì chúng ta sẽ in từ số chấm .write_line từ số chấm .toString. Chúng ta sẽ chuyển kiểu integer sang kiểu string nha. Rồi, tiếp tục L console chấm .write_line từ khác không, mẫu khác một thì chúng ta sẽ phải in dưới dạng A chia B đúng không các bạn? Thì sẽ là từ số cộng dấu sense cộng mẫu số. Ok. Rồi, vậy là mình đã có nhập và xuất. Mình sẽ đi kiểm tra thử nhé. Các bạn lưu ý là một chút nhé, là chúng ta cái hàm này, các phương thức ở trong class thì có quyền sử dụng các thành phần của class nha. Cho nên mình đã sử dụng cái thành phần từ số ở dưới đây mà không cần truyền tham số vào cho hàm nhập. Hàm nhập tự nhiên sẽ có cái hai cái thành phần này nha. Chứ không cần, chúng ta không cần truyền vào nữa. Đây, xuống class main mình sẽ kiểm tra cái kiểu dữ liệu phân số của mình. Phân số A bằng new phân số. Các bạn lưu ý một chút là ở đây
Class là kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa, tức là cái class phân số nha các bạn, là kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Cho nên nếu chúng ta muốn sử dụng cái biến kiểu phân số, chúng ta phải gán nó bằng new. Cái constructor này, new phân số, tạm thời mình sẽ gọi là cứ new phân số thôi nha, mình chưa nói nó là cái gì hết. Thì muốn sử dụng chúng ta phải gán nó bằng new phân số. Rồi a chấm, các bạn thấy là mặc dù cách thức để truy xuất bên trong một class đó là chúng ta truy xuất qua cái đối tượng và dấu chấm, đối a của chúng ta là đối tượng, truy xuất đến thành phần bên trong của đối tượng nữa các bạn, thì chúng ta sẽ dùng dấu chấm đúng không, chúng ta sẽ dùng dấu chấm để truy xuất thành phần bên trong. Tuy nhiên khi mình ghi ở đây a chấm thì mình không nhận được một cái gợi ý nào giống với phía ở bên trên cái class mà mình đang định nghĩa, mà ngược lại mình chỉ nhận được có bốn cái hàm là equal, get hash code, get size và toString. Thì nguyên nhân bốn cái hàm này ở đâu, tự nhiên sao ở trong A chúng ta không định nghĩa mà lại có? Thì mọi lớp do người dùng, mọi lớp trong CSS, tức là mọi kiểu dữ liệu trong CSS đó các bạn, đều được kế thừa từ một cái lớp cơ bản đó là lớp object. Thì kế thừa này nó mang tính chất giống như quan hệ xã hội của chúng ta thôi, cha truyền thì con nối, lớp object truyền lại cho các cái lớp con kế thừa của nó lại của nó. Thì những cái hàm này đã được định nghĩa ở trên lớp object và các lớp con ở đây được mặc định nha các bạn, các lớp con mặc định sẽ kế thừa lại lớp object, thì mặc nhiên nó sẽ có bốn cái hàm này, và ý nghĩa của bốn hàm này thì từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu sau nha. Rồi vậy những cái hàm mà nó định chúng ta định nghĩa ở trong class phân số này tại sao chúng ta không thấy? Thì để thấy được cái điều này chúng ta phải xuống dưới đây. Chúng ta có một cái khái niệm đó là phạm vi truy cập hay là phạm vi truy xuất, nó quyết định ai có thể truy xuất đến thành phần bên trong của đối tượng. Cái này là tính đóng gói trong CSS, trong OOP. Ok, phạm vi truy cập hay phạm vi truy xuất quyết định ai có thể truy xuất đến thành phần bên trong của đối tượng. Rồi thì tạm thời mình chỉ yêu cầu các bạn nắm cho mình hai cái phạm vi là public và private. Thì public thì chúng ta có thể cái đối tượng đó có thể truy xuất đến thành phần bên trong ở bất kỳ nơi đâu, còn private thì nó chỉ được truy xuất trong phạm vi của lớp thôi, thành phần của lớp chỉ được truy xuất trong phạm vi của lớp. Hơi khó hiểu một chút. Ở đây trong CSS mặc định cái phạm vi truy cập, mình gọi là phạm vi truy cập nhé, chúng ta sẽ thống nhất là như vậy. Trong CSS mặc định phạm vi truy cập sẽ là private, cho nên những cái thành phần này đã bị che giấu đi. Nếu như mình cố tình gõ ở đây a chấm nhập rồi mình cho build, các bạn sẽ thấy nó sẽ báo lỗi inaccessible. Đây, phân số nhập inaccessible. Đó, tức là nó không cho chúng ta quyền truy cập đến hàm nhập, mặc dù hàm nhập này có tồn tại ở trong biến A. Vậy thì để chúng ta có thể truy xuất ở bất kỳ nơi đâu trong chương trình của chúng ta cần phải đặt nhãn của nó là public. Ok, chỗ này mình cũng sẽ đổi thành public. Rồi, còn đối với tử số và mẫu số thì sao? Mình cũng đổi thành public đi. Rồi, ok, chỗ này chữ B nha. Rồi, xuống dưới đây mình sẽ cho nó hiện gợi ý lên để chúng ta thấy nha. Các bạn thấy là equal, get hash code, get size, toString, cái này là bốn phương thức mặc định của lớp object rồi. Còn nhập, chúng ta có nhập, xuất và mẫu số, tử số. Đấy, các bạn thấy. Thì ở đây chúng ta đã có quyền truy xuất nếu như chúng ta để nhãn là public. Còn nếu trong trường hợp chúng ta để private thì chúng ta không quyền được quyền truy xuất nó ở trong hàm main này. Còn tại sao lúc nãy mình để ở đây không để public, chúng ta vẫn cái hàm nhập của chúng ta vẫn có quyền truy xuất đến tử số và mẫu số? Thì ở đây đó là tính private, nó các cái thành phần nào được gắn nhãn private thì chỉ được truy xuất trong phạm vi lớp. Hàm nhập và hàm xuất của chúng ta nằm trong phạm vi lớp phân số, cho nên nó được quyền truy xuất đến hai thành phần private này, tử số và mẫu số. Ok,
Còn bây giờ nếu như mình ở đây mình cố tình gán a chấm tử số bằng 1 thì chúng ta vẫn nhận được cái lỗi là inaccessible thôi. Rồi, vậy là đây là cái tính đóng gói trong sysadd. Rồi, nhập rồi thì mình sẽ cho nó xuất để chúng ta kiểm tra nhé. Rồi, Ctrl F5. À, mình sẽ nhập tử số bằng 1, mẫu số bằng 0. Nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập lại mẫu số, mình sẽ nhập bằng 1 thì kết quả chúng ta in ra là 1. Rồi, ok, mình sẽ cho chạy lại một lần nữa và nhập 1, 3 thì chúng ta kết quả là 1/3. Rồi. Vậy bây giờ, trong cái trường hợp mình vô tình, mình không gọi hàm nhập mà mình gọi luôn hàm xuất thì sao? Kết quả của mình sẽ là bao nhiêu? Các bạn thấy kết quả của mình là 0. Nguyên nhân chúng ta tại sao chúng ta lại có số 0 này? Thì do integer của chúng ta, kiểu dữ liệu integer nha các bạn, trong C#, nếu chúng ta không gán giá trị, mặc định của nó sẽ là 0. Thì tử số của chúng ta là 0, mẫu số của chúng ta cũng là 0. Thì chúng ta sẽ khi xuất ra từ nó set thấy tử số của chúng ta bằng 0 thì nó sẽ in ra luôn chúng ta là số 0. Nhưng bây giờ mình, các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái mục là tử số của chúng ta bằng 0 và mẫu số của chúng ta cũng bằng 0. Điều này là sai đúng không các bạn? Rồi mình sẽ thử lấy chỗ này chúng ta sẽ phải giải quyết làm sao để cho cái, nếu như chúng ta không gọi hàm nhập thì cái mẫu số của chúng ta sẽ phải là một số khác không, còn tử số của chúng ta bằng bao nhiêu chúng ta không biết, chúng ta cần gán lại cái giá trị mặc định cho một cái biến kiểu phân số. Nếu như chúng ta không nhập thì nó có giá trị một cái giá trị mặc định nào đó bằng không cũng được, nhưng mà cái mẫu của nó chúng ta phải khác không, đúng không các bạn? Thì điều đó được quyết định bởi cái constructor. Constructor chính là cái này này các bạn. Nhưng cái constructor này lấy ở đâu ra? Thì mặc định ở trong các cái idea của chúng ta, trong Visual Studio hay là trong Mono Develop này của chúng ta, nó sẽ có một cái điều mặc định là khi trình biên dịch của chúng ta quét qua cái biên dịch cái class của chúng ta đây các bạn, class phân số này này, khi trình biên dịch xuống mà không thấy chúng ta đã định nghĩa cái constructor nào cả thì trình biên dịch sẽ bổ sung thêm cho chúng ta. À, ở đây mình có một cái lưu ý là bổ sung thêm nha. Và cái constructor mà được trình biên dịch bổ sung thêm cho chúng ta nó sẽ không làm một điều gì cả, tức là nó chỉ định nghĩa thôi, nhưng mà bên trong cái code bên trong của cái constructor nó sẽ không làm gì. Ví dụ nó sẽ làm, nó kiểu như là nó sẽ định nghĩa một cái constructor xong rồi nó đóng mở ngoặc như thế này thôi, còn nội dung code bên trong nó sẽ không làm gì cả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cần đi định nghĩa cái constructor. Các bạn lưu ý ở đây là định nghĩa chứ không phải là định nghĩa lại. Tại sao? Tại vì trong class phân số của chúng ta thực thế là không có constructor, cho nên chúng ta mới phải đi định nghĩa. Còn cái việc ở đây chúng ta có thể gọi constructor phân số này là do trình biên dịch thấy chúng ta chưa có constructor nên bổ sung cho chúng ta thôi. Nó thấy chưa có thì nó mới bổ sung, chứ thực tế là chúng ta không hề có nha các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đi định nghĩa cái constructor để gán cho, ví dụ như là mình khởi tạo cái tử số mặc định của nó là bằng 0, còn mẫu số mặc định của nó là 1 đi nha. Và mình cũng nói qua một chút về constructor. Đây, phương thức trùng tên với tên lớp và không có kiểu trả về gọi là constructor. Đây là hàm khởi tạo và nó sẽ được gọi ngay lập tức khi bạn khởi tạo một đối tượng có kiểu dữ liệu đang định nghĩa. Đây, nó phải được gọi ngay. Các bạn khởi tạo một biến A thì các bạn phải gọi ngay nha các bạn. Nếu như các bạn không gọi ở đây, ok, mình sẽ bỏ chỗ này đi, mình không gọi. Rồi mình cho Ctrl F5. Các bạn thấy là unassigned, tức là chúng ta chưa có khai báo, chúng ta khai báo nhưng mà chúng ta chưa có khởi tạo cho nó. Cho nên chỗ này chúng ta buộc phải có new nha các bạn, new phân số. Rồi, sẽ được gọi, phải gọi, cái này phải gọi ngay lập tức khi chúng ta khởi tạo một đối tượng nha các bạn. Mình xin lỗi về cái câu ngay lập tức. Ở đây chúng ta có thể chuyển xuống dưới đây cũng được. A bằng new phân số ở phía dưới này cũng hoàn toàn bình thường nha.
nhưng mà chúng ta phải khởi tạo nó trước khi chúng ta sử dụng. Điều này quan trọng nha các bạn. Đây mình không khởi tạo ở trên dòng này thì mới có thể khởi tạo ở dưới đây nha. Rồi, ok, vậy bây giờ các bạn phải nắm cho mình cái định nghĩa constructor nó như nào. Thứ nhất, nó là một phương thức. Là một phương thức thì nó sẽ có một phương thức. Thứ hai, nó không có kiểu dữ liệu trả về. Vậy thì chúng ta sẽ đi định nghĩa thôi. Nó là một phương thức và nó không kiểu dữ liệu trả về. Và các bạn lưu ý, để gọi được cái constructor này thì chúng ta phải để nhãn của nó là public. Nếu như ở đây các bạn không khai báo gì hết nha, mình sẽ định nghĩa một constructor đi. Phân số đây, không có kiểu dữ liệu trả về. Một phương thức không kiểu dữ liệu trả về thì chúng ta chỉ cần ghi này thôi. Và các bạn lưu ý là không có kiểu dữ liệu trả về khác với kiểu dữ liệu trả về là void nha. Ở đây không có kiểu dữ liệu trả về, chúng ta sẽ không ghi cái gì đằng trước cả. Ok. Rồi phân số. Rồi các bạn, mình sẽ build cho các bạn thấy chỗ này chúng ta sẽ bị inaccessible, tức là cái constructor phân số này chúng ta không có quyền truy cập, nó đang được bảo vệ. Cho nên để gọi được cái constructor này chúng ta cần phải đặt thuộc tính của nó là public, cái phạm vi truy cập của nó các bạn là public. Rồi mình sẽ cho build lại, các bạn sẽ thấy là không vấn đề gì nữa. Ok, rồi. Và mình cho xuất luôn thì kết quả của mình vẫn là không, đúng không ạ? Bây giờ mình muốn khởi tạo lại cái giá trị của nó thì mình cho tử số bằng 0 và mẫu số mình cho bằng 1 đi. Rồi, mình cho chạy thì kết quả của mình vẫn là 0. Nhưng mà bây giờ nếu mình cho chỗ này là số 2, còn ở trên đây là số 1 đi thì kết quả của mình sẽ là 1/2. Các bạn thấy. Ok. Vậy là mình đã xong được cái constructor này. Tuy nhiên, tùy vào người dùng muốn khởi tạo một cách nhanh gọn hơn. Thay vì cứ mặc định là 1/2 thì mình muốn khởi tạo một biến một cái phân số, ví dụ như mình khởi tạo phân số có giá trị là bằng một số nguyên đi. Tức là mình chỉ cho cái tử số vào thôi, còn mẫu số mình cho mình không cần, mẫu số mình gán mặc định nó bằng 1. Thì đây mình sẽ làm một cái constructor khác. Và các bạn lưu ý, constructor nó là một phương thức cho nên chúng ta hoàn toàn có thể overlap function được nha. Rồi, public phân số. Rồi mình muốn truyền vào tử số thôi. Tử số in tử số. Ok, và mình gán tử số của cái class bằng tử số truyền vào. Còn mẫu số mình vẫn để mặc định là bằng 1. Ok. Vậy thì bây giờ mình xuống đây, mình thay vì gọi cái new, đây là một cái phương thức mà đúng không các bạn? Thay vì gọi cái phương thức không tham số này thì mình sẽ new một cái phương thức có một tham số. Phân số. Các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái ký tự one of two thì chúng ta sẽ là họ. Đây là cái constructor đầu tiên. Chúng ta ấn nút lên xuống để nhìn thấy cái constructor tiếp theo. Thì các bạn thấy sẽ là chuyển vào một tham số tử số. Thì mình sẽ gán giá trị của tử số là bằng 3. Vậy thì cái phân số mặc định này của chúng ta sẽ có kết quả là 3/1. Và nó sẽ in ra cho mình là 3. Rồi. Nhưng bây giờ mình muốn khởi tạo cả tử và mẫu thì sao? Rồi thì chúng ta lại overload một lần nữa. Public phân số. Và chúng ta sẽ truyền lần lượt vào tử số và mẫu số. Vậy y mẫu số. Ok, rồi chúng ta sẽ gán lần lượt các tử số và mẫu số của class cho tử số và mẫu số của tham số truyền vào. Mẫu số bằng mẫu số truyền vào. Ok, rồi tiếp tục xuống dưới đây, mình thay vì gọi constructor này mình sẽ gọi constructor khác thử xem. Chúng ta sẽ thấy là one of three, mình sẽ ấn xuống có một tham số là tử số, và ấn lần nữa chúng ta sẽ có thấy hai tham số là tử số và mẫu số. Mình sẽ nhập 3/2 thì kết quả của mình phân số này sẽ là mặc định là 3/2. Ok, rồi. Nhưng mà nếu bây giờ cái phân số của chúng ta thì chỉ có tử số và mẫu số thôi thì chúng ta gán một cách đơn giản nữa. Có thể định nghĩa ba constructor như này, không vấn đề gì đúng không các bạn? Nó chỉ hơi dài dòng một chút thôi. Nhưng mà nếu như mình có một cái đối tượng kiểu dữ liệu nào đó đi, nó có gồm nhiều cái biến hơn nữa và mình cần khởi tạo nhiều hơn, thì
chả lẽ mình cứ đi định nghĩa không tham số, một tham số, hai tham số và ba tham số như vậy, không hợp lý chút nào đúng không các bạn? Thì chúng ta có một cách viết ngắn gọn hơn, đó là chúng ta chuyển vào tham số mặc nhiên. Thay vì ghi ba cái r như thế này, chúng ta sẽ gộp lại thành một cái thôi. Và chỗ này tử số của chúng ta mình sẽ gán bằng một, tử số mình sẽ gán bằng cái tử số truyền vào đây mình sẽ gán bằng 0 và mẫu số truyền vào đây mình sẽ gán bằng 1. Thì cái constructor này sẽ tương đương với ba cái constructor lúc nãy. Mình sẽ thử nhé các bạn. Ctrl C, Ctrl V. C, V. Ok, A, B và C. Mình sẽ lượt truyền vào 3, 3.2, 3 và không truyền vào gì cả. Thì mình sẽ build cho các bạn thấy là kết quả chúng ta không vấn đề gì cả. Chỉ nó báo cho chúng ta một số cái warning, đó là B và C được khai báo mà không sử dụng thôi. Thì tại sao cái constructor này lại có khả năng bằng ba cái constructor kia được? Mình sẽ đi từ dưới lên nha. Ví dụ như C được gắn bằng new phân số, ở đây chúng ta sẽ là new phân số và không truyền vào một cái tham số nào cả. Khi chúng ta không truyền vào tham số nào cả thì cái những cái parameter của cái constructor phân số này nó sẽ tự động gán cái biến tử số này bằng 0, còn cái mẫu số này bằng 1, sau đó sẽ đi vào thực hiện cái code ở bên trong này quản lý nhé. Nếu như chúng ta không truyền vào tham số nào cả ở đây thì nó sẽ gán tử số bằng 0, mẫu số bằng 1 rồi đi truyền, đi thực hiện cái code ở bên trong. Còn trong trường hợp chúng ta truyền vào một tham số thì theo thứ tự từ trái bên phải, từ trái qua phải nhé, thì chúng ta sẽ thấy số 3 này sẽ là truyền cho tử số. Thì tử số này sẽ nhận giá trị là tham số truyền vào đây là 3. Nó sẽ không gán cho bằng 0 nữa nha các bạn, mà tử số sẽ nhận giá trị bằng 3 bằng cái tham số truyền vô, tham trị truyền vô đấy. Còn mẫu số nó có nhận thấy là chúng ta không truyền vào cái giá trị mẫu số, cho nên mẫu số sẽ được gán trợ giá trị mặc định là 1. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái code bên trong này. Và các bạn lưu ý trong trường hợp này là tử số của chúng ta bằng 3 và mẫu số bằng 1. Còn đối với trường hợp constructor hai tham số 3 và 2 thì số 3 đóng vai trò sẽ là tử số được gán vào đây, còn số 2 sẽ được gán lại cho mẫu số và nó sẽ không thực hiện phép gán 0, 1 này nữa, bằng 0 và bằng 1 này nữa và đi vô code luôn. Đấy. Cho nên một cái constructor được truyền vào tham số dưới dạng tham số mặc nhiên như thế này thì có cái tính năng tốt cao hơn so với việc chúng ta sẽ định nghĩa những cái constructor rời. Ok, và các bạn lưu ý một chút về cái cú pháp để định nghĩa khi chúng ta truyền vào một cái tham số mặc nhiên nha. Tức là những cái tham số nào mà các bạn được truyền dưới dạng tham số mặc nhiên thì chúng ta phải đặt ở bên phải. Còn những tham số nào được truyền dưới dạng bình thường thôi, ví dụ như ở đây mình truyền integer a thì chúng ta sẽ phải đặt nó nằm ở bên tay trái, ngoài cùng bên trái. Còn những thằng nào mà được truyền dưới dạng tham số mặc nhiên chúng ta sẽ phải truyền trong cùng bên tay phải. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Tại vì nếu như các bạn ghi a nằm ở bên ngoài cùng này, giờ chúng ta sẽ có tử số là bằng 0, mẫu số bằng 1 và a. Thì khi người dùng truyền vô số 3 này, truyền vô số 3 này đúng không các bạn? Thì nó sẽ chỉ hiểu là số 3 này tính theo từ trái qua phải thì số 3 này sẽ được gán lại cho tử số. Còn trong trường hợp còn cái số A, chữ A này thì sao? Chữ A này buộc chúng ta phải gán giá trị mà chúng ta lại chỉ truyền vào mỗi số 3 thôi thì sai đúng không các bạn? Cho nên để đúng vào cái tính logic thì chúng này chúng ta phải truyền vào 3, 2 và một số nào đó nữa, tức là đối với constructor này là một số nào nữa đó để gán giá trị cho A. Ví dụ mình truyền vào 1 đi thì 1 sẽ được gán lại giá trị cho A. Mà nếu như vậy thì buộc có phải là buộc chúng ta cấp bất kỳ cái constructor nào chúng ta cũng sẽ phải truyền vào tham số cho cái tham trị cho thằng A này, và vô tình constructor nào cũng sẽ phải truyền vào tử số, mẫu số và A. Thế thì chúng ta truyền vào dưới dạng tham số mặc nhiên làm gì nữa đúng không ạ? Cho nên để phân biệt được thì người ta mới quy ước là cái số này nằm ở phía bên trước, cái dưới số A này được truyền dưới dạng tham trị không dưới dạng mặc nhiên thì sẽ phải nằm ở tay trái, ngoài cùng bên trái. Còn hai thằng này mặc nhiên cho nên nó sẽ nằm bên tay phải. Hơi khá là dễ hiểu, tại khi chúng ta ghi A như thế này
thì chúng ta chỉ cần truyền vào giá trị cho A thôi, còn giá trị cho tử số và mẫu số chúng ta có hay không cũng được, nó thuận tiện hơn nhiều. Rồi đây, mình sẽ xóa chỗ A này đi nhá. Chỗ A này mình chỉ để ví dụ cho các bạn, nói cho các bạn chỗ tham số mặc nhiên thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã có cái truyền vào dưới dạng tham số mặc nhiên, chúng ta đã cần định nghĩa cái tử số mẫu cái constructor cho tử số mẫu số nhập xuất rồi này. Bây giờ mình sẽ đi vào một số cái phương thức nữa đi. Ví dụ như một cái phương mình muốn làm một cái phương thức là rút gọn đi, tại vì cái trường hợp mà nếu như mà 4 chia 2 thì chúng ta nên rút gọn về 2 chia 1 và xuất ra là thành số 2 thôi. Ok, mình sẽ thử nhé. Publish phân số quên, chỗ này không phải là constructor mà chúng ta làm một phương thức, cho nên mình sẽ gọi là hàm void rút gọn. In tử số xin lỗi các bạn, chỗ này chúng ta không cần truyền tử số mẫu số mà chúng ta đã có tử số mẫu số bên của cái class rồi, cho nên chúng ta chỉ cần rút gọn nữa thôi. Thì chỗ này có một chút hơi phức tạp đối với trường hợp chúng ta sử dụng số âm hay số dương. Ok, mình sẽ lấy một biến, cái chỗ này là cái thuật toán thôi nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái thuật toán của mình đi. In dấu y dấu bằng tử số nhân mẫu số. Ok, mình sẽ dùng một cái dạng là toán tử ba ngôi. Các bạn lưu ý nhé, toán tử ba ngôi. Tử số nhân mẫu số nhỏ hơn không hỏi chấm, chúng ta sẽ trả về tử số và nhân mẫu số mà nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ trả về mẫu cái giá trị cho biến dấu là bằng -1. Còn đối với trường hợp tử số nhân với mẫu số mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ trả về là giá trị 1. Ok, mình sẽ nói qua một chút về cái chỗ toán tử ba ngôi này. Thì cách thức hoạt động của nó là nó sẽ vượt qua chỗ này, nó mình sẽ lấy tử số nhân với mẫu số, mình sẽ đóng ngoặc chỗ này lại nha. Tử số nhân mẫu số nhỏ hơn không. Việc so sánh này sẽ trả về cho chúng ta một cái biểu thức, một cái giá trị true hoặc false. Sau đó toán cái dấu hỏi này nó sẽ kiểm tra cái biểu thức trả về này là true hay false. Nếu là true thì nó sẽ lấy đoạn code này để thực hiện, còn nếu là false thì nó sẽ lấy đoạn code bên phải dấu hai chấm để thực hiện. Tức là nếu như tử số nhân mẫu số nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ return lại -1 sau đó gán vào cho biến dấu. Còn đối với trường hợp tử số nhân mẫu số lớn hơn bằng không thì chúng ta sẽ return lại 1 sau đó gán vào cho biến dấu. Bây giờ mình đã có dấu của phân số, mình sẽ lấy giá trị mặc định, lấy giá trị trị tuyệt đối của tử số và mẫu số. Mình sẽ gán lại tử số bằng mass.abs, tức là hàm lấy về giá trị tuyệt đối. Chúng ta sẽ thấy có một số cái người ta đã overload function như chúng ta là chúng ta có 7 cái dạng truyền tham số, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có dạng nào truyền vào integer không. Thì ở đây nó hỗ trợ cho chúng ta là truyền vào integer, cho nên mình có thể truyền vào tử số bình thường nha các bạn. Tử số, ok. Đây, hàm này có đúng là return cho chúng ta một biến in không? Rồi, nó đã cho return cho chúng ta một biến in. Và tiếp theo mình sẽ cho mẫu số sẽ bằng cũng là mass.abs mẫu số. Chúng ta vẫn có những nhiều cách hơn để rút gọn, tuy nhiên mình thì hay chọn cách này hơn, cho nên mình làm luôn cho nó video chúng ta nó suôn sẻ. Rồi, mình sẽ cho for integer y bằng mình sẽ tiếp tục làm một cái toán tử ba ngôi nữa, mình sẽ lấy cái thằng nhỏ hơn hỏi chấm ngoặc mở ngoặc này, tử số mà nhỏ hơn mẫu số thì mình sẽ trả về là tử số, y sẽ được gán bằng tử số. Còn trường hợp mà
từ số mà lớn hơn mẫu số thì mình sẽ trả về y sẽ được gán bằng mẫu số. Ok, mình sẽ cho lấy cái thằng nhỏ hơn để chạy thôi. Y rồi, y phải lớn hơn một, trong trường hợp bằng một thì chúng ta không chia nữa, chứ phải y trừ trừ, các bạn ý là trừ trừ nhá. Mình cho chạy từ lớn về nhỏ cho nên chúng ta cần trừ trừ. Rồi, if nếu như cả từ số và mẫu số, cả từ và mẫu số đều chia hết cho y thì chúng ta sẽ gán lại giá trị từ số và mẫu số bằng từ. Rồi thì mình sẽ gõ đi, chứ nói xuông nó hơi khó hình dung. Từ số phần trăm cho y bằng 0, and mẫu số phần trăm, phần trăm là phép chia lấy dư nha các bạn, 7% cho 2 thì bằng 1, cho y bằng 0, tức là phép ở đây từ số và mẫu số chia cho y. Thì chúng ta sẽ làm điều này, từ số sẽ được bằng từ số chia cho y, còn mẫu số sẽ được gán bằng mẫu số chia cho y. Ok, rồi là đến khi chia được cái trường hợp này thì chắc chắn cái do y chạy từ lớn nhất về đúng không các bạn, cho nên nếu như chia cho hết cho y thì y sẽ là một, y sẽ là ước chung lớn nhất của từ và mẫu, cho nên đã khi đã chia cho ước chung lớn nhất rồi thì chắc chắn giá trị của phân số này đã tối giản, cho nên mình sẽ break là kết thúc vòng for đi, ta không thực hiện nữa. Ok, rồi sau khi đã break rồi mình sẽ cập nhân lại cái giá trị dấu, thì mình sẽ nhân lại cho từ số sẽ bằng từ số nhân cho y dấu. Ok, rồi vậy là mình đã rút gọn, à chỗ này mình ghi sai nhá, rút gọn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nha, a chấm rút gọn. Rồi cái okay, mình sẽ nhập ở đây là 2/4 đi thì kết quả của mình sẽ là bằng bao nhiêu. Đây, các bạn thấy là 1/2. Còn trong trường hợp mình nhập vào số âm thì sao? -2/4 sẽ chạy. Kết quả là -1/2. Rồi, -2/4 thì kết quả rút gọn của chúng ta sẽ là 1/2. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một phương thức tiếp theo là phương thức lấy nghịch đảo của phân số. Public voice nghịch đảo, chúng ta sẽ không cần truyền vào gì hết và chúng ta sẽ gán, tức là chỗ này mình sẽ gán từ số bằng mẫu số, rồi mẫu số sẽ bằng giá trị của từ số ấy. Thế thôi, nhưng mà các bạn lưu ý là nếu như mà nó làm theo đúng các thứ tự mà mình vừa nói thì chúng ta sẽ sai, mà chúng ta sẽ cần một chút gì đó gọi là biến tạo. Ở đây chúng ta có thể dùng times, in times timeless đó các bạn. Rồi, in times bằng từ số hoặc là và sau đó từ số sẽ được gán bằng mẫu số, rồi mẫu số được gán lại bằng timeless. Ok, rồi nếu mình không nhầm thì trước đây mình có up lên một cái hình ảnh về các cái cách thức để swap, tức là hoán đổi giá trị của hai biến. Mình sẽ kéo xuống một chút, nó cũng không xa lắm đâu. Nếu không nhầm thì mình mới up thôi. Ok, đây cơ. À không phải cái này. Đây các bạn ạ. Chúng ta có rất là nhiều cách để swap hai cái giá trị. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái cách này. Có nhiều cách nó ngắn hơn. Rồi, chỗ này ví dụ như swap 5, mình sẽ kéo lên đây. Swap 5 sẽ bằng A cộng bằng B trừ bằng A bằng B trừ A. Rồi, chúng ta ghi ngắn gọn để. Hoặc là swap 9 A mũ bằng B mũ bằng A mũ bằng B. Nghe nó vui đúng không các bạn? Thì các bạn có thể chọn thêm cái cách swap khác, hoặc là dùng cách đơn giản như thế này thôi cũng được. Rồi, mình sẽ cho nghịch đảo. Sau khi rút gọn rồi, mình sẽ cho nghịch đảo nha. A chấm nghịch đảo.
rồi. Kết quả của mình sẽ là 2. Trong trường hợp nếu như mình chỗ này là mình bằng 0 phần trừ 4 thì mình nghịch đảo, kết quả của mình sẽ là 4 phần 0. Điều này là sai đúng không các bạn? Cho nên chỗ này khi chúng ta làm cái việc nghịch đảo đó, chúng ta sẽ kiểm tra nha. Ok, if mẫu số bằng 0 thì mình sẽ ném ra một cái exception true new exceptions divide by zero exceptions. Mình sẽ ném ra một cái exception này. Rồi mình sẽ cho chạy lại chương trình, và chương trình của chúng ta sẽ nó sẽ báo một cái exception, đó là system divide by zero exceptions. Nó sẽ không làm cho chúng ta cái điều này nha. Trong trường hợp mà chúng ta true new exception này vô tình chương trình nó dừng lại thì chúng ta có thể làm cái đặt cái khối try catch ở đây để chúng ta bắt cái exception nó lại. Tại vì nghịch đảo nó sẽ lấy mẫu chia cho từ thì rất dễ để chúng ta sinh ra cái lỗi này. Catch mình sẽ lại lấy cái divide by zero exception ex và mình sẽ thông báo ra cho người dùng là console.realize phép chia cho không lỗi error chia cho không. Ok rồi, thì mình sử dụng cái try catch này để bắt cái exception mà mình ném ra ở trong cái hàm nghịch đảo này. Các lưu ý khi mà các bạn muốn kiểm tra cái đoạn cái này, nếu như mà nó sinh ra lỗi thì các bạn có thể dùng cái cú pháp true new exception này để ném ra một cái exception, sau đó ở cái hàm main chúng ta dùng try catch để bắt cái exception lại để kiểm tra. Rồi mình sẽ cho chạy thì nó sẽ thông báo ra cho mình là errors chia cho không đó, và kết quả của chúng ta xuất ra là 4 phần 0. Ok, vậy trước khi chúng ta xuất chỗ này, chúng ta sẽ đưa cái xuất này vào trong chỗ nghịch đảo thì chương trình của chúng ta sẽ là errors chia cho không, và nó sẽ không thực hiện thêm xuất nữa. Tại vì cái hàm nghịch đảo này sau khi nó ném ra một cái exception thì hàm try này nó sẽ chuyển kết thúc vào cái khối try này và nó đưa xuống khối catch, và khối catch này sẽ bắt exception đó bởi cái class divide by zero exception và lưu nó vào trong cái biến ex. Hoặc các bạn có thể muốn sao cái lỗi đó ra thì các bạn ghi ex.messy. Ok, thì nó sẽ ghi cái lỗi, nội dung cái lỗi bằng tiếng Anh ra cho các bạn. Đây, divide by zero. Ok. Rồi. Thì đối với hàm nghịch đảo thì chúng ta có thể như vậy thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo mình có một cái nội dung như thế này. Các phương thức không thay đổi trạng thái giá trị của đối tượng thì nên sử dụng phương thức tĩnh. Phương thức tĩnh được gọi thông qua tên lớp thay vì thông qua một đối tượng. Thì phương thức tĩnh nó sẽ là phương thức như thế nào? Phương thức tĩnh thì nó cũng là một phương thức thôi, nhưng mà nó có thêm cái từ khóa static. Và phương thức tĩnh là phương thức của class chứ không phải phương thức của một đối tượng nào cả. Các bạn lưu ý nha. Nó là phương thức của class chứ không phải là phương thức của một đối tượng nào. Và phương thức của class thì nó không được quyền sử dụng đến cái biến từ số và mẫu số ở đây. Nó chỉ được sử dụng những cái thành phần static giống nó thôi. Ví dụ như ở đây mình muốn lấy về một cái gì đó đi. Mình sẽ nghĩ ra một cái hàm tĩnh gì không thay đổi giá trị gì đó. Hoặc là mình lấy cái hàm rút gọn này cũng được. Mình sẽ đưa nó về thành nghịch đảo. Ok, mình sẽ làm nghịch đảo đi. Lấy cái nghịch đảo này cho nó ngắn, tại vì mình sửa lại cái rút gọn này nó hơi dài. Thì vì nó là một phương thức tĩnh nha, trước tiên mình sẽ thêm từ khóa static. Và nó không được quyền sử dụng thành phần non-static trên này. Non-static tức là những cái hàm, các biến bình thường đấy các bạn. Biến chúng ta khai báo cách chỉ có kiểu dữ liệu và tên biến thôi chứ không có từ khóa static. Nó chỉ được quyền sử dụng các cái thành phần static trong cái class này thôi. Ok,
Ok, ví dụ ở đây mình có một cái biến static in C, mình gán nó bằng một đi. Thôi khỏi gán được. Ở xuống đây mình có quyền sử dụng static star mình sẽ gán biến C bằng 5. Ok, rồi mình sẽ cho build, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một số lỗi ở biến từ số và mẫu số. Các bạn thấy là Required to access non-static member. Những biến này là những biến bình thường, chúng ta không được quyền truy xuất nó ở trong hàm static. Còn biến C này là một biến tĩnh, cho nên chúng ta có quyền truy xuất nó. Và hàm nghịch đảo này cũng là hàm thuộc lớp. Các bạn lưu ý nhé, hàm static vẫn là hàm thuộc lớp, cho nên nó có quyền truy xuất đến các thành phần static của một cái biến nào đó, một cái đối tượng nào đó. Vì ở đây nó không được quyền truy xuất đến từ số và mẫu số của class, cho nên chúng ta buộc phải truyền vào một phân số. Phân số mình sẽ lưu phân số PS, và chúng ta cần phải return lại giá trị của phân số nghịch đảo. Mình sẽ đổi kiểu dữ liệu void thành dữ liệu phân số. Ok, và mình sẽ đi định nghĩa lại chỗ này. À, biến C của chúng ta đã hết tác dụng rồi, mình sẽ xóa đi nha. Ok. Mình sẽ làm là mình sẽ new một cái phân số res return, các bạn, phân số res là return bằng new phân số. Ok rồi, đây lúc nãy mình đã nói rồi, hàm tĩnh thì vẫn là thành phần của lớp, mỗi vẫn thuộc phạm vi lớp, cho nên nó có quyền truy xuất đến thành phần start thành phần private của lớp thông qua một đối tượng. Các bạn lưu ý thêm cho mình cái từ khóa là truy xuất thông qua đối tượng, tức là hàm nghịch đảo này nằm trong class phân số nên nó được quyền truy xuất đến thành phần từ số và mẫu số của PS. Mặc dù dưới đây ở hàm chỗ GA dưới đây trong hàm main này thì nó nằm ngoài, cho nên A nếu như mà truy xuất đến từ số và mẫu số thì sẽ bị báo lỗi. Còn trong trường hợp trên này thì chúng ta có quyền truy xuất đến PS chấm từ số, không báo lỗi gì hết. Đó, các bạn thấy. Ok, stress chấm mẫu số bằng PS chấm từ số và stress chấm từ số bằng PS chấm mẫu số. Và mình cũng sẽ kiểm tra if stress chấm mẫu số mà bằng 0 thì tất nhiên là mình sẽ true new exception. Còn trong trường hợp không có cái gì hết thì mình sẽ return stress. Ok rồi, và hàm tĩnh, các bạn lưu ý cách truy xuất đến hàm tĩnh nha. Phương thức tĩnh được gọi thông qua tên lớp thay vì gọi thông qua đối tượng. Lúc nãy khi để gọi hàm nhập, hàm xuất hay hàm nghịch đảo lúc nãy ấy, thì chúng ta sẽ truy xuất qua biến A đúng không ạ? Chúng ta ghi A chấm. Tuy nhiên ở bây giờ chúng ta chỉ ghi A chấm, bạn sẽ không thấy cái phương thức nghịch đảo nữa. Và chúng ta sẽ chỉ có thể gán A bằng phân số chấm nghịch đảo. Ok. Đó. Cho nên các bạn lưu ý cho mình một chút, đó là phương thức tĩnh thì được truy xuất thông qua tên lớp. Và phương thức tĩnh không phải của riêng một đối tượng nào, nó là thành phần của class. Ok, chạy rồi, sau đó mình cho A chấm xuất. Và tất nhiên là nếu như mình vẫn để 0-4 thì nó sẽ dừng chương trình của mình ngay. Và mình sẽ gặp một cái exception. Ok, no overloss methods text. À, chúng ta không có cái... Ở đây nó báo lỗi là no overloss, tức là không có một cái method, phương thức nghịch đảo nào có không cái tham số truyền vào. Ở đây chúng ta cần truyền vào tham số là A. Ok, cho em này, mình sẽ cho chạy. Thì mình sẽ dính một cái exception. Và để tránh điều này thì chúng ta phải đặt trong khối try catch đúng không ạ? Try catch catch divide by zero exception and fix. Ok, control x, control v. Rồi, với cast này chúng ta sẽ thông báo lỗi.
console.write_line errors 2. Cộng es.message. Ok, rồi. Không thì nếu muốn tiếp tục chương trình thì chúng ta có thể đặt khối finally. Ok. Khối finally này thì dù cái chúng ta có exception hay không thì nó cũng sẽ chạy. Còn trong trường hợp còn khối catch thì có thể sẽ không chạy nếu như không có exception. Còn khối finally này các mình nhắc lại một chút nhá, finally sẽ chạy mặc dù có hay không exception, nó cũng sẽ đều chạy nhá. Ok, thì các cái phương thức này mình đã định nghĩa cho các bạn rồi. Bây giờ nếu mình muốn làm các cái mình muốn cái kiểu dữ liệu của mình, kiểu dữ liệu phân số này này, thay vì gọi hàm nhập hàm xuất, mình muốn làm cái phương thức là giống như thằng integer, ví dụ như integer a đi, integer b bằng int.plus ok string s, và nó chuyển vào đây một cái chuỗi string đúng không bạn? Mình chuyển vào đây một chuỗi gì đó. Yeah, mình muốn làm như thế này thì làm sao? Thay vì gọi đi hay gọi hàm nhập hay gọi hàm xuất, mình muốn console.write_line nó thay vì gọi hàm xuất đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ đi làm như thế nào? Thì các bạn thấy là in.pass nó giống như phân số.nghịch đảo, và các bạn thấy là hai cú pháp này giống nhau, cho nên các bạn có thể suy ra ngay đó là phương thức pass trong một class đó là phương thức tĩnh. Rồi mình sẽ thử public, để truy xuất được thì chúng ta buộc phải để public thôi. Static, và nó return là cái gì đấy các bạn? Nó gán được lại cho b, cho nên cái kiểu dữ liệu trùng với kiểu của cái biến mà chúng ta muốn gán ở đây là biến phân số đúng không ạ? Kiểu dữ liệu trở về chúng ta sẽ phải là phân số. Ở đây pass trả về integer để gán cho b này, cho nên ở đây chúng ta muốn a cũng được gán bằng phân số chấm pass thì chúng ta cũng phải yêu cầu trả về là một phân số. Public static phân số, và tiếp theo sẽ là đến tên hàm, thì để cho đồng bộ thì chúng ta sẽ là PRSE, và chúng ta sẽ cần truyền vào là một chuỗi string s. Ok, chúng ta sẽ đi định nghĩa. Thì cái chuỗi mà mình mong muốn nha các bạn, chuỗi mà mình mong muốn thì sẽ có cái dạng là a trên cho b, mình mong muốn là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái hàm để cắt cái biến này ra, cắt cái dấu sẹt này đi. Public static phân số smash, rồi mình sẽ cần là một biến để return về đúng không bạn? Thì sẽ là phân số chấm phân số res bằng new phân số. Ok, rồi mình sẽ try. Rồi s.split, hàm cắt là hàm split, hình nó nằm trong lớp string nhỉ. Chấm split chấm xem nào, hàm nó nằm ở đâu. String chấm split. Ok, chúng ta không tìm được hàm này ở đây. Mình sẽ xem thử cái lệnh nó nằm ở trong cái gọi là cái namespace nào. Mình sẽ kiểm tra split string sysass. Rồi chúng ta sẽ vào trang trang msdn. Visual Auto Version, mình sẽ là Visual Studio 2013. Main string works, string test 1, 2, string works bằng, ở đây nó chưa nói cho mình nó nằm ở trong namespace nào. Okay, string. String
Restriction s.string split đây. Để mình gõ s thường nó không nhận. Rồi, thì chúng ta sẽ truyền vào, nó có một số cái overload function đây, thì chúng ta sẽ truyền vào cái dạng là char separator đây. Đây, mình sẽ truyền dưới dạng này. Thì mình chỉ cần truyền vào cái tự sạc này thôi, nó sẽ cắt ra cho mình, đúng không các bạn? Và mình sẽ cần lưu nó lại vào một cái string array bằng ok, khỏi đi, xuống đây arr bằng luôn try, và chỗ này chúng ta không cần try. Ok, rồi mình sẽ đặt try ở đây. In tử số chỗ này chúng ta sẽ là res chấm tử số sẽ được gán bằng in chấm pass. Và thì nếu như mà đưa vào cái dạng a chia b này, chúng ta sẽ cắt ra được hai thành phần là a và b, đúng không các bạn? Thì mình sẽ là in chấm pass a arr 0, và tương tự cho thằng mẫu số sẽ là arr 1. Ok, chỗ này sẽ là mẫu số. Rồi, case mình sẽ vứt ra một cái exception. Rồi, kiểm tra một chút if fresh chấm tử số bằng mẫu số chứ, xin lỗi các bạn, fresh chấm mẫu số bằng 0 thì chúng ta cũng sẽ true new exception divide by 0 exception. Ok, còn thì chỗ này chúng ta cast thì chúng có nhiều khối cast cũng được nha các bạn. Cast divide by 0 exception ax, rồi control chấm realize errors chấm cộng ax chấm messenger. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đặt thêm một cái cast nữa trong trường hợp chúng ta không thể phân tích được cái chuỗi này, thì mình sẽ đặt một cái. Thì cái cách thức để nó bắt thì cái divide by zero exception này nó sẽ bắt cụ thể hơn, một cách chi tiết hơn, còn thằng exception này nó chung chung hơn, thì cái lỗi của nó sẽ, nó nói sẽ không được cụ thể, quản lý nhá. Cho nên mình sẽ đặt nó ở đằng sau, để cái thằng này không cụ thể thì chúng ta sẽ đặt ở đằng sau, thằng cụ thể chúng ta sẽ đặt ở đằng trước. Và mình cũng sẽ tiếp tục đưa cái lỗi này, xuất ra cái lỗi này. Ok, rồi còn trong trường hợp không có gì hết thì chúng ta sẽ return rest. Ok, ơi mình sẽ thử nhập xuất rút gọn này rồi thì chúng ta cho xuất đi. Rồi a sẽ bằng phân số chấm, các bạn sẽ thấy là có hàm pass, và chúng ta sẽ đưa vào console chấm readline. Ok, nhìn là giống giống mấy thằng in rồi, đúng không các bạn? Build không lỗi, cho chạy. Mình sẽ nhập 1/2, kết quả 1/2. Ok, rồi mình sẽ cho một cái để quy ở đây gọi là main đi, để mình thấy cho nó được nhiều lần. Đỡ thủ công, đỡ thủ công, mình cứ ấn control F5 cho nó build nó hơi lâu. Main class.main, tại vì đây là phương thức tĩnh. Ở đâu nó vừa báo lỗi gì, không có cái overload function nào cả, không có một cái overload một tham số. Vậy ở đây mình sẽ truyền vào argument. Ok, đây đây trừ 1/2, kết quả trừ 1/2, 2/0, kết quả divide by 0, 5/4, kết quả 5/4, trừ 4/2, kết quả chúng ta là trừ 4/2, tại vì chỗ này chúng ta chưa được rút gọn, đúng không các bạn? Thì để cho cái bài của chúng ta nó thực
thực sự gọn gàng hơn. Mình sẽ trước khi return stress thì mình sẽ cho rút gọn đi, stress chấm rút gọn cho nó đỡ nhìn, nó đỡ những cái trường hợp trừ 4/2 đó. Rồi vậy thì bây giờ mình đã có cái hàm pass này rồi, vì là mình đã có thể nhập, thay vì hàm gọi nhập như vậy mình đã có thể gọi console read line đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình không cần hàm nhập nữa, mình sẽ xóa hàm nhập đi nha. Còn đối với hàm xuất thì sao? Thay vì gọi a chấm xuất thì chúng ta muốn console.readline a thì sẽ như thế nào đúng không ạ? Thì trước tiên chúng ta cần phải làm sao để cho thằng a có thể chuyển sang kiểu string được. Thì bình thường kiểu integer chúng ta sẽ có cái cú pháp là đổi sang, gọi cái phương thức là toString, nó sẽ chuyển integer sang string cho chúng ta đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta phương thức a này cũng mặc định nó đã kế thừa cái class object thì nó cũng đã có cái phương thức toString rồi. Tuy nhiên cái phương thức toString này nó sẽ chỉ in ra tên lớp và tên tên namespace chấm tên class chấm cái gì tên namespace chấm tên class thôi các bạn. Cho nên để chúng ta thử gọi đi để các bạn thấy cho nó cụ thể nha. Console, chúng ta vẫn có thể console.realize mình cần đổi tiếng Anh rồi, console.realize.toString thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chỉ in ra cho mình tên namespace và tên class sẽ là CS4 và chỗ này mình sẽ thử là -4/-2 thì nó sẽ in ra là namespace là CS4 chấm phân số. Đấy, các bạn thấy kết quả chúng ta là CS4 chấm phân số. Thì bây giờ để gọi là chỉnh sửa lại cái phương thức toString này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ thấy khi các bạn gõ ra a.toString, các bạn sẽ thấy nó có cái định nghĩa là public virtual string, tức là đây sẽ chỉ là một hàm ảo thôi và chúng ta sẽ overload lại được. Chúng ta sẽ overload function nha các bạn. À xin lỗi các bạn. Cái này chúng ta sẽ là override chứ không phải overload nha. Ghi đè nó lên để nó hiểu được cái thằng toString đó. Khi chúng ta gọi a.toString thì nó sẽ đi lấy toString của lớp phân số ra để chạy chứ không phải là toString của lớp object chạy nữa. Vậy cú pháp để override nó như thế nào? Nó cũng sẽ là một phương thức thôi, public. Và các bạn thấy là nó được truy xuất thông qua tên cái đối tượng chứ không phải tên lớp, cho nên chúng ta sẽ không phải là hàm static rồi. Và cái này nó sẽ return lại cái gì? Return lại một string, toString mà. Public string. Chúng ta sẽ có từ override trước đã nhá. Override string toString. Ok, nó đã cho mình chạy luôn rồi. Public override toString. Đây. Vậy công việc của mình bây giờ là xuất nó ra theo cách nào thì cho nó đẹp thôi. Control C. Về toString cần if từ số bằng 0 thì chúng ta sẽ return 0. Còn trường hợp nó là 1 thì chúng ta sẽ return từ số toString. Còn trường hợp cuối cùng này từ return từ số cộng dấu xe cộng mẫu số. Ok. Rồi, thử chạy thôi. À chỗ này không biết nó còn báo lỗi gì không. Nó có thể là báo lỗi tại vì chúng ta nó cần một cái return ngoài cùng á. Thì chúng ta thử thôi nha. Rồi, cho chạy rồi, toString bây giờ nó sẽ hiểu. Mình sẽ xóa cái này đi để các bạn thấy là cái khi mà mình gõ a chấm thì phương thức toString này nó như nào rồi. Các bạn thấy là nó sẽ không phải là public virtual toString toString nữa mà là public override string toString. Vậy là nó sẽ gọi cái hàm này của mình này các bạn. Đó. Rồi, cho chạy. Kết quả -4/-2, kết quả chúng ta là 2. Ok, không còn lỗi gì hết. Rồi. Vậy là những cái phương thức quan trọng mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi.
bây giờ muốn equal, mình không rõ cái chỗ equal của nó là cái gì. Mình sẽ xem nào. A.equal is my equal is n. Đây, chỗ này mình đọc cũng không hiểu đâu. Rồi thôi, bỏ đi. Vì gì khó bỏ không các bạn? Thì các bạn cũng các cái phương thức còn lại của lớp object các bạn có thể override lại. Tạm thời chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nha.